Mới đây, một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi tên là TNO ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu gặp tình trạng bụng trướng to nhanh, không đau trong suốt 3 tháng, nhưng chỉ đến khi căng tức như bầu 9 tháng, đi lại khó khăn, em mới được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám. Theo đó, bệnh nhi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu tuần trước trong tình trạng căng tức toàn ổ bụng, bụng to, khó thở, đi lại khó khăn. Bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u nang buồng trứng lớn trong ổ bụng nên đã tư vấn cho nhập viện điều trị. Các kết quả thăm khám, xét nghiệm chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị u tiểu khung buồng trứng kích thước lớn, dính cắm sâu trong tiểu khung. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ diễn ra vào ngày 17 tháng 4, sau 1 giờ đồng hồ, thầy thuốc cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước lớn, tương đương với thai 9 tháng. Trong khối u có tổ chức dịch đục, hút ra được 7 lít, màu nâu nhạt, nặng khoảng 8 kg. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Khối u tiểu khung là các khối u phát triển từ các thành phần trong tiểu khung như khối u buồng trứng, khối u ở tử cung. U nang buồng trứng là một khối chứa dịch nhầy hoặc chất rắn có dạng như ba đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. U buồng trứng lớn vùng tiểu khung nếu không được phẫu thuật sớm sẽ càng ngày càng phát triển. U chèn ép và bàng quang, trực tràng, ruột già gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần và tá bón dai dẳng, ăn uống kém. U chèn lên tim, phổi gây tức ngực, khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng sinh sản, chất lượng cuộc sống. Nang buồng trứng thì có nhiều loại. Ví dụ người ta có thể có u nang bì, u nang nước, u nang nhầy, u nang lạc động mạc tử cung. Thế thì thông thường các cái bệnh u nang thì là thường là lành tính và có một số ít bệnh u nang sẽ trở thành đã có biến chứng thành ác tính. U buồng trứng thì thường nếu lành tính thì chẳng có triệu chứng gì cả. Chỉ trừ khi nào nó có biến chứng hay gặp nhất là gì? Xoắn bộ u. Nó xoắn u, nó bị hoại tử cái u thì nó đau kinh khủng. Nên các cháu hôm trước mà tôi đã gặp một cái hôm đúng thi, hôm đi thi đại học ấy, thì con bị xoắn u buồng trứng, bị u buồng trứng xoắn, thế là đúng sáng đi thi thì phải vào đi về mổ. Thật sự là đấy rất đáng tiếc cho con. Nhưng mà bởi vì là các bố mẹ thường ấy là cái u buồng trứng thì nó không có triệu chứng gì báo trước cả. Nếu nó không phải biến chứng thì nó chẳng có triệu. Nên vì thế là bác sĩ thủy mổ rất nhiều em bé mà mới có học lớp 11, 12 thôi mà nó hút ra mấy lít nước, cái bụng như cái trống này này. Thì bố mẹ thì cứ tưởng là con béo bởi vì thấy là bụng nó to nhưng mà không nghĩ là đấy là con bị u nang buồng trứng. Vì thế là cũng nhắc với tất cả các gia đình là có con gái khi chúng ta bắt đầu dậy thì lên cho con đi kiểm tra một lần, nó cũng không khó khăn gì cả. Siêu âm đó là một cái thủ thuật không xâm lấn và cũng rất dễ dàng. Đấy là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể sàng lọc được con chúng ta có bị mắc u nang buồng trứng không. Bởi vì u nang buồng trứng nó gặp ở tất cả các lứa tuổi cả nhà, chứ nó không phải ở tuổi nào thì bị, kể cả em bé trong bụng mẹ mà chúng tôi siêu âm thai ấy, thường xuyên là thấy em bé có một cái u nang buồng trứng từ trong bụng mẹ, em bé đã có u nang buồng trứng rồi. Thế mà khi em bé ở tuổi thanh nhị nhi đồng cũng có, thanh thiếu niên cũng có, mà tuổi sinh đẻ cũng có, mà kể cả người già cũng có, mà có nghĩa là u buồng trứng nó gặp ở bất cứ độ tuổi nào. Nên là tốt nhất là chúng ta lên sàng lọc, ví dụ như một năm đi sàng lọc một lần hai hoặc là hai lần, đấy là cái mà để tốt nhất để sàng lọc u nang buồng trứng. Tôi gặp rất nhiều bạn là bố mẹ chẳng cho con đi kiểm tra gì cả, để con có cái u mà nó đến nó to tướng như thế này mà con xanh xao vàng vọt, nhưng cũng không nghĩ là con là có u buồng trứng đấy. Thế thứ hai nữa là thế này này, ở bên hiện nay ấy, có rất nhiều người có một cái bệnh đấy là gọi là u buồng trứng dạng lạc nội mạc tử cung, có nghĩa là cái tế bào mà tạo kinh nguyệt ấy, thì nó lạc ra buồng trứng, thế cứ đến thời kỳ hành kinh thì nó lại tiết ra kinh nguyệt, nó đổ thành một cái túi gọi là u lạc nội mạc tử cung. Và cái u này thì em bé vô cùng đau bụng, rất đau bụng kinh ấy. Và thứ hai nữa là nó là nguyên nhân chính để gây vô sinh hiện nay. Vì thế nên là các bố mẹ tôi khuyên là ví dụ các con cháu mới hành kinh mà bị đau bụng kinh nhiều này, hoặc là tốt nhất là con đến rồi dậy thì cho con đi khám một lần. Vì khám nó không khó khăn gì đâu. Bản thân cái u buồng trứng ấy là cái tế bào khối u ấy là nó tiết dịch không ngừng này. Thế nên mỗi ngày nó tiết một tí, mỗi ngày tiết tí, nó cứ lớn dần, nên người ta thích nghi với cái chuyện đấy. Người ta đem cả một cái bụng to như này, nhưng mà nó không phải là nếu một hai ngày hoặc một tháng mà tự nhiên thành một khối u đấy thì không thể chịu được. Nhưng đây là người ta phát triển vài chục năm để có một khối u đấy, nên người ta dễ thích nghi với nó hơn. Thế vì thế nên là và cái vỏ buồng trứng ấy thì nó cứ giãn ra nó thành một khối u này. Chúng tôi đã từng mổ những cái khối u của những em bé rất nhỏ nhưng mà hút ra hàng 3-4 lít nước. Cái vỏ khối u hàng mấy lạng đấy. Như thế thì thực ra là cái việc đấy là nên là chỉ nhắc mọi người là khi là thấy con mình có cái bụng nó to bất thường thế nào thì tốt nhất là nên đi khám, thì để phát hiện sớm thôi. Chứ thực ra thì cái khối u buồng trứng nó cũng ít khi vỡ lắm, bởi vì cái vỏ buồng trứng nó khá là chắc,
cái vỏ khối u nó khó, nó khá là chắc. Khi chúng tôi mổ thì chúng tôi nên là cái vỏ khá, khối u nó khá là chắc, không phải dễ mổ mà vỡ được đâu. Vì thế là người ta cứ mang một cái khối u bụng trong bụng rất to mà nó cũng không có ảnh hưởng gì, nó chỉ có khó chịu thôi.